Xin chào bạn đã quay trở lại với Alpha Computer. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục review cho các bạn một phiên bản khác của Acer Nitro 5. Kể từ năm 2020 tới 2021, Acer thực sự đã mang tới cho người dùng rất nhiều những phiên bản lựa chọn khác nhau của dòng Nitro. Chúng ta sẽ có những cái mẫu laptop mức giá hơn 21 triệu đồng dành cho những bạn nào có mức cái chi phí bỏ ra là hơi thấp một chút. Cao một chút chúng ta sẽ có mẫu laptop 25 triệu đồng, 29 triệu đồng cũng có. Và bây giờ gần như là phiên bản cao cấp nhất của Acer Nitro 5 với mức giá rơi khoảng chừng hơn 39 triệu đồng. Vậy thì với hơn 39 triệu đồng bỏ ra, các bạn sẽ nhận được những gì? Dĩ nhiên, về phần thiết kế nó sẽ vẫn giống nhau như tất cả phiên bản Acer Nitro 5 khác, bởi vì cái tên gọi mà phải mang một cái hướng thiết kế đồng nhất với nhau để người dùng có thể dễ nhận biết được. Và chúng ta sẽ tập trung chính trước vào cái phần trang bị gọi đáng giá nhất trên cái mẫu laptop này, đó chính là phần đồ họa. Đồ họa được trang bị đó chính là RTX 3070, để cho các bạn được tưởng tượng được là cái 39 triệu đồng nó hời tới cái mức nào. Nếu như bây giờ xét tại thời điểm mình làm video này, nếu như các bạn mua một sản phẩm, một phiên bản card đồ họa khác của là RTX 3070 thì mức giá bán lẻ rơi vào khoảng chừng rẻ nhất nhá là khoảng 30 triệu đồng. Trong khi đấy với 39 triệu đồng các bạn vẫn có một phiên bản 3070 khác. Tuy nhiên phiên bản 3070 này đã được tối ưu lại cho phù hợp với mẫu thiết kế của laptop, mà sẽ có sẵn RAM này, có màn hình, bàn phím, thậm chí CPU luôn, và mức giá chỉ khoảng 39 triệu đồng. Đây là mức giá theo như mình đánh giá là cực kỳ hời và sẽ không có câu chuyện rằng các bạn mua laptop sẽ bị lỗ nếu như mà xét tương đương cấu hình so với desktop nữa. Thì CPU được trang bị cũng xứng tầm với cả RTX 3070, đó chính là CPU AMD Ryzen 7 5800H 8x16 luồng xử lý. Thì mình cũng đã thử test qua một số các cái phần mềm, thì cụ thể là Cinebench R20 thì cái điểm đơn nhân của cái mẫu CPU này có thể đạt được là hơn 500 điểm, tức là đã cao hơn hầu hết những cái mẫu CPU tương đương ở trên desktop rồi. Còn về điểm đa nhân thì sao? Cái điểm đa nhân sẽ rơi khoảng chừng hơn 4000 điểm. Thì với cái điểm đa nhân hơn 4000 điểm theo như mình đánh giá là vẫn có thể phù hợp để sử dụng thông thường. Còn về phần RAM, RAM được trang bị sẽ là 8GB và SSD được trang bị sẽ là một dung lượng 512GB, một SSD dung lượng tiêu chuẩn mà gần những mẫu laptop nào cũng có. Và bây giờ thì mình sẽ test trước cho các bạn, sau đây mình sẽ cùng nhau phân tích một chút về cái cấu hình này. Khi mà nhìn qua mình test 3 tựa game thì các bạn đã nhận ra được cái câu chuyện xảy ra ở đây là gì chưa? Đó chính là liên quan tới vấn đề RAM. Cấu hình được trang bị là rất tốt, một CPU rất mạnh, một GPU tương đối ngon ở trên laptop, gần như là ngon nhất ở trong tầm giá rồi. Thế nhưng cái vấn đề RAM khi mà được trang bị sẵn, tức là hãng đề xuất cho các bạn chỉ là 8GB RAM thôi. Thì với 8GB RAM thì đồng ý một điều là các bạn vẫn có thể chơi game hoàn toàn tốt, ổn mà không gặp cái tình trạng gọi là giật lag. Thế nhưng như thế thì mình đánh giá là hơi ít. Và vì thế bên mình đã có thêm cái gói hỗ trợ các bạn nâng cấp thêm lên 16GB RAM với chi phí chỉ khoảng 950.000 đồng. Và nếu như bạn nào mà mua mẫu laptop này về sử dụng, theo như mình nhá, hãy nên nâng thêm RAM. Thứ nhất là để phục vụ cho nhu cầu cá nhân các bạn có thể sử dụng nhiều phần mềm cùng một lúc mà không lo vấn đề bị thiếu RAM. Và cái thứ hai nữa, các bạn sẽ cải thiện được cái vấn đề FPS trong game theo khoảng chừng từ 20-30%. Rồi, thì đấy là cái câu chuyện mà mình muốn đề cập tới cho các bạn. Còn về cái cấu hình này mà các bạn thắc mắc rằng nó có tương thích hay không thì mình xin trả lời là có. Các cái mẫu CPU của AMD thế hệ mới ở trên laptop đã được cải tiến rất nhiều về cái độ tương thích, và cùng với đó là các hãng cũng đã làm việc nhiều hơn với các nhà phát triển phần mềm để có thể tối ưu lại hệ thống. Còn nếu như bạn nào mà lo lắng kiểu là khi mà sử dụng có bị xanh màn hay không, thì trong suốt quá trình mình sử dụng ở trong một thời gian gần một tuần thì mình không gặp bất kỳ hiện tượng nào liên quan tới xanh màn hình cả. Tiếp theo nữa, liên quan tới cái vấn đề đó chính là về phần mềm. Phần cứng hỗ trợ rất tốt. Vậy thì còn phần mềm thì sao? Thì đối với cái phần mềm hỗ trợ ở đây sẽ là NitroSense, thì các bạn hoàn toàn có thể kích hoạt ở ngay trên bàn phím. Thì khi kích hoạt cái phần mềm này thì mà điều mà các bạn quan tâm nhất đó chính là liên quan tới vấn đề Coolboot. Coolboot của Acer đó chính là đẩy quạt lên max. Nếu như bạn nào mà chơi game trên cái mẫu laptop này thì theo mình các bạn có thể để chế độ auto bật Coolboot hoặc bật max luôn để chơi game cho hiệu quả nhất. Còn cái LED RGB này các bạn cũng có thể điều chỉnh thông qua cái phần mềm đấy. Và còn chế độ hiệu năng
năng thì mình khuyên nên để là high performance để máy có thể tận dụng hết các hiệu năng. Của bạn nào mà kiểu cắm sạc rồi bật quạt hết cỡ xong chế độ hiệu năng lại không chỉnh lên cao nhất thì như thế là lãng phí hiệu năng tương đối nhiều đấy. Và chúng ta đã tập trung xong cái phần vấn đề về hiệu năng rồi, và chúng ta sẽ tập trung lại về phần thiết kế. Thì ở phần mặt trước thì mình sẽ nói về phần mặt trước đi. Như các bạn có thể nhìn thấy đây thì nếu như bạn nào mà so sánh với phiên bản 2020 thì đây là điểm cải tiến, đã thêm một vài cái đường gấp khúc nữa để cho cái thiết kế trông nó thú vị hơn, trông giống đầu một cái xe. Về phần đằng sau đó, cái phần khe hút khe thổi gió ở đây, nó sẽ có một cổng sạc đặt được ở gần chính giữa, chứ thực ra đây đặt lệch về bên phía tay trái chứ không phải gần chính giữa đâu. Thì với cái phần chỗ cắm sạc để lệch ra như này thì sẽ phù hợp hơn cái việc là các bạn hay kêu nhiều, bởi vì các thế hệ cũ để dây sạc không được thông minh cho lắm, thì bây giờ dây sạc đặt để vị trí phù hợp hơn rất nhiều rồi. Còn về mặt cổng kết nối thì sao? Ở bên cạnh phải chúng ta sẽ có ở đây, theo như mình nhìn thấy, sẽ có một cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C và một cổng HDMI. Thì cổng USB Type-C này chỉ là cổng USB thông thường thôi, chúng ta sẽ không thể nào xuất hình thông qua cái giao thức DisplayPort được, bởi vì ở đấy là không ghi chú. Còn bên cạnh trái chúng ta sẽ có hai cổng USB Type-A, một jack audio combo, và dĩ nhiên đây là laptop gaming, chúng ta không thể nào thiếu được cổng mạng LAN được. Và cổng mạng LAN hình như là có cả hỗ trợ QR Ethernet nữa, tức là các bạn có thể tối ưu lại cái luồng băng thông khi bạn cắm qua cổng mạng LAN này để tập trung chính cho cái vấn đề chơi game. Cái đấy thì liên quan đến phần mềm và các bạn có thể bọc vạch sau trong cái phần mềm NitroSense nhé. Còn về phần bàn phím thì sao? Dĩ nhiên tất cả mẫu laptop bây giờ đều phải là bàn phím LED RGB, cảm giác gõ phím là tương đối tốt, gần như các cái dòng laptop của gaming của Acer đều làm rất tốt cái khoản này. Còn touchpad theo như mình đánh giá, mặc dù là cảm giác gì tương đối ổn, theo như mình thấy là thế, nhưng mà các bạn vẫn nên sử dụng chuột ngoài trong hầu hết các cái tác vụ thì phù hợp hơn. Còn nếu như kiểu là mang mẫu laptop ra ngoài, ra quán cà phê mà quên mang theo chuột, thì touchpad này vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Còn về khả năng nâng cấp thì sao? Về khả năng nâng cấp thì ở bên trong bảng mạch này, mình rất tiếc là đây là một phiên bản khá mới mà mình không mượn được để mình show ra cho các bạn. Thế nhưng ở bên trong các bạn sẽ được hỗ trợ nâng cấp RAM, và cùng với đó là thêm một slot nữa để có thể nâng cấp được SSD tùy theo mức tiền các bạn bỏ ra. Còn về phần màn hình thì sao? Cái phần màn hình mình đang có ở đây là màn hình có kích thước là 15.6 inch, độ phân giải Full HD và tần số quét dĩ nhiên cấu hình cao như vậy sẽ phải là 1.44 Hz. Còn độ bao phủ màu sắc, nếu như bạn nào thắc mắc, thì cái màn hình này sẽ đạt tới khoảng 99% giải màu sRGB, 64% giải màu Adobe RGB. Còn về cái mức độ sai lệch màu sắc thì chúng ta sẽ không nói tới, bởi vì hầu hết laptop này sẽ phù hợp nhất cho nhu cầu chơi game, hoặc là những bạn nào mà sử dụng edit video cơ bản thì vẫn có thể đáp ứng được vấn đề về màu ở mức độ cơ bản nhất. Và còn cái vấn đề liên quan đến quà tặng nữa, đấy, ở phần nửa đầu video mình đã có nói rồi, thì cái mẫu laptop này bên mình sẽ có một gói quà tặng trị giá 4.500.000 đồng dành cho các bạn, bao gồm trợ giá nâng cấp RAM lên 16GB với mức giá chỉ 950.000, cộng với đó là một ba lô tới từ Acer Predator, laptop Acer Nitro. Như ba lô được tặng là ba lô Acer Predator, một ba lô cực kỳ to mà các bạn có thể để laptop vào mà không sợ cái việc gọi là sốc cái mẫu laptop, và kèm theo rất nhiều các sản phẩm khuyến mãi nữa. Và những cái dòng laptop của Acer thì điểm đặc biệt nhất đó chính là chế độ bảo hành. Mặc dù bảo hành là 12 tháng, thế nhưng chúng ta sẽ được hỗ trợ bảo hành 3S1. Thế bảo hành 3S1 ở đây là gì? Tức là các bạn mang mẫu laptop tới trung tâm bảo hành của Acer thì các bạn trong 3 ngày nếu như hãng không giải quyết được thì các bạn sẽ đổi sang một mẫu laptop khác mới, tức là các bạn sẽ được bóc hộp luôn. Đây chính là một ưu thế ở trong dòng laptop gaming của Acer. Vậy thì các bạn quan tâm như thế nào về sản phẩm này thì đường link mình sẽ để ngay dưới phần mô tả video để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.